các vắt việc súng xính áo dài ngày Tết. Vợ Văn Hậu, Quang Hải, Phạm Xuân Mạnh may nhiều bộ áo dài mặc xuyên các ngày Tết. Doãn Hải My, bà xã Đoàn Văn Hậu, diện chiếc áo dài màu hồng khi cùng chồng đi du xuân hôm mùng 2 Tết. Áo dài là trang phục được người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lựa chọn mặc trong suốt dịp Tết Nguyên Đán 2024. Hôm mùng 4 Tết, Hải My diện chiếc áo dài màu xanh đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Bà xã Văn Hậu ưa chuộng các mẫu áo dài một màu, nhẹ nhàng. Chu Thanh Huyền, vợ sắp cưới của Quang Hải, diện áo dài đỏ trong ngày mùng 1 Tết. Thanh Huyền mặc bộ áo dài cách điệu thêu hoa khi chụp ảnh cùng Quang Hải và bố mẹ chồng hôm mùng 2 Tết. Ngô Tố Biên, vợ trung vệ Nguyễn Thành Trung, diện bộ áo dài màu xanh khi chụp ảnh tại nhà ở Tuyên Quang. Thành Trung cũng chịu khó phối đồ áo dài với vợ khi đi chúc Tết người thân. Dương Thùy Phương, bà xã Quế Ngọc Hải, cùng các con gái diện áo dài khi đi chơi ngày mùng 1 Tết. Năm nay, gia đình Ngọc Hải ăn Tết ở Bình Dương thay vì về quê Nghệ An như thường lệ. Bianca Yakidova, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng, cùng chồng và con trai chụp bộ ảnh áo dài kỷ niệm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Võ Nhật Linh, vợ tiền vệ Phan Văn Đức, diện áo dài hồng khi cùng chồng con đón giao thừa. Quỳnh Anh, vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh, diện áo dài cam. Họa tiết sặc sỡ khi cùng chồng con đi du xuân hôm mùng 1 Tết. Dung Trần, bà xã hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, cho biết trang phục từ mùng 1 đến mùng 5 Tết của cô chỉ có áo dài. Trâm Phạm, vợ sắp cưới của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, mặc áo dài đỏ, kết hợp chân váy trắng khi đi chúc Tết người thân hôm mùng 1 Tết. Hồ Tấn Tài cùng bà xã Phạm Hiếu và con trai diện áo dài đỏ khi đi du xuân hôm mùng 1 Tết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.